Đầu video em xin chào các chú, các anh và các bạn. Hôm nay em lên tiếp clip tiếp theo. Hôm nay gồm có đồ nghề như kéo, kìm mà lết, vít, mấy cái khóa mở gì đây. Rồi mấy cái khóa lục giác, mũi khoan, mũi đục, đuôi chuột, mà mấy cái giũa, kéo cành, dao vi tiếp nha mọi người. Bây giờ em đi từng mẻ một. Em đi mẻ thứ nhất là một cặp mà lết, hai con lotter nha mọi người, một con 20, một con 25. Hai con này miệng mồm khít hết. Hai con này thì nước thép của nước xi của nó thì bong thôi, còn nước thép của nó thì vẫn còn tốt nha mọi người. Rồi đi miệng mồm cho mọi người xem từng em một nha. Em 20 trước, miệng mồm thì vẫn còn tốt nha mọi người. Rồi em lotter chiều dài 200 mm. Rồi em thứ hai là em cũng lotter luôn, chiều dài là 250 mm, đây của Nhật hết nha mọi người, có chữ Nhật đây, Meizaban. Rồi em này miệng mồm vẫn có xài ok nha mọi người. Rồi mã số 1, cặp mà lết hiệu lotter, cặp mà lết hiệu lotter, một con 20, con 25, con 200 mm, một con 250 mm. Mã số 1, mã số 1 200k, một cặp mà lết. Đi tiếp mã số 2, mã số 2 là cũng có một con mỏ lết, chiều dài của con này là 300 mm, con này của Sankey, ký hiệu Nhật đây nha mọi người. Con này nước xi xiết đồ còn tương đối là ok, miệng khít. Con này miệng khít nha mọi người, đó, răng miệng là còn ok này. Rồi một con Sankey thương hiệu của Nhật, chiều dài 300 mm. Mã số 2, mã số 2 200k nha mọi người. Đi tiếp mã số 3, mã số 3 là một cặp một con kéo cách bấm chỉ với một con kéo cách vải. Kéo này thì đầu mũi thì nó chưa gãy, lưỡi thì đây thì mọi người về mặt lại nha. Cái này thì của Nhật luôn, cái hai cái này của Nhật luôn nha mọi người. Cái bấm đây cũng bấm chỉ đây cũng của Nhật, của Nhật đây. Rồi mã số 3, rồi em đo chiều dài của cái con kéo này nha. Chiều dài của con kéo này là 21, chiều dài của cái bấm chỉ là 10. Rồi mã số 3, 100k. Đi mã số 4, mã số 4 là một con kìm nguội, một con kìm nguội hiệu Fujiya của Nhật nha mọi người.
Em này à, miệng mồm thì khỏi chê rồi, miệng mồm còn mấy mấy em này thì miệng mồm còn mới nha. Với một con kia mà cắt ba chữ S đây, răng hàm là chưa mẻ vậy nha, răng hàm chưa mẻ này. Rồi em đo chiều dài của hai em này, em này là chiều dài của nó là 16, em kìm cắt chiều dài của nó là 13, mã số 4 150k, mã số 5 là một cặp kéo cắt tôn nha mọi người. Từng con một, con này thì không có thương hiệu nhưng mà được cái là đầu mũi lưỡi rất là ok nha mọi người. Nước thép thì còn mới luôn, còn sáng. Rồi con thứ hai là con đây của Nhật, đây chữ Nhật đây. Con này nước kiểm nước thép cũng còn sáng luôn, còn mới luôn, mùi lưỡi ok nha, chưa gãy gì hết. Đo chiều dài hai em này, chiều dài của em không có thương hiệu là 24, chiều dài có thương hiệu của Nhật á là 20 25,5. Rồi một cặp kéo cắt tôn, hai con kéo cắt tôn, một con của Nhật, một con không có thương hiệu nhưng mà nó còn mới nha mọi người. Cặp này mua về xài thì ok rồi, nó mà ấy thì mọi người mài thêm tím nữa nha. Rồi mã số 5, một cặp kéo cắt tôn nha mọi người, 240k. Đi mã số 6, mã số 6 là 40 vít, một chục vít màu vàng nha mọi người, kén ký rồi ok nha. Có 20 vít, 30 vít đóng, một 2 ba ke 2 dịp nha. Đầu mũi cho mọi người xem luôn nè, đầu mũi bố em này thì ok rồi. Rồi em đo chiều dài của bố em này nha, chiều dài của em ba kia đây đóng là 20 nè, ba kia không đóng là 21, rồi ba dịp đóng là 22, còn dịp đóng mà dài nhất là 25,5. Rồi 40 vít, kén ký là ok nha mọi người. Đầu mũi rồi mã số 5, mã số 6, 40 vít, 180k. Mã số 7, mẹ số 7 là bốn cái này, chắc là bốn cái kẹo hả, bốn cái kẹo hay bốn cái gì đây, đủ loại này hết. Kích thước thì mọi người xem thì mua về dùng thôi, chứ em chả biết cái này thông số như thế nào đâu. Thấy bốn mấy có mấy cái này thấy người ta hay dùng thì mua về cho mọi người, ai phù hợp công việc chốt nha. Mẹ số 7, 170k, 4 cây, 4 cây nha mọi người. Mã số 8, đây là cái bộ 10 cây đây á, là mở khóa lục giác nha mọi người. Mấy cái này của trong đây thì có mấy cây không phải của Nhật thôi, còn đâu là mấy cây của Nhật là nhiều nha mọi người. Đây là như là khóa 10,
đây của Nhật này, đó có chữ Nhật đây. Nói chung trong này mấy cây có mấy cây không phải của Nhật thôi, còn đâu là của Nhật. Đây mấy cây đây, 2 4 5 10 cây. Rồi mã số 8 100 ke. Đây là đủ đủ loài muỗi nha mọi người, chứ không phải một mùa, không phải giống nhau đâu. Đủ các loại muỗi giống này nè. Mã số 8 100 ke. Rồi đi mã số 9. Mã số 9. Mã số 9 là 5 cái muỗi khoan bê tông. Này thông số của nó là 17,5. Này 10. Nhiều cái nó bị mờ mắt không thấy gì hết. Mình coi thử nha. Này mũi 17 đó, cái số 17 ngay đây. Đây là mũi 14,3. 14,3 nha mọi người. Ở đây mỗi đây chắc mũi mũi 6. Rồi 5 cái mũi khoan bê tông. Ai mua về dùng được thì dùng nghe. Cái này thì đầu mũi thì mọi người xem còn tương đối tốt nha mọi người. Rồi mã số 9. Năm cái mũi khoan bê tông. Mã số 9 200 ke. Đi xem mã số 10. Hai cái mũi khoan, cũng hai mũi khoan bê tông nha mọi người. Con này là 25. Có chữ kỳ đây, chắc của kỳ ra là hiệu gì mà người xem từ ấy nha. Em chả biết chữ kỳ nữa của hiệu gì luôn. Còn cái mũi ra là 10 14,3. Đó, cái ô vuông cái hiệu gì đây. Hai em đo chiều dài của hai cái mũi khoan bê tông này nha. Chiều dài con này là 28. Chiều dài hai con đồng nhau nha, hai con đều 28. Mã số 10. Cặp mũi khoan bê tông. Con này nhìn còn mới luôn nè. Con này thì cũng ok luôn. Mũi miết là còn ok. Mã số 10 200 ke. Đi tiếp mã số 11. Mã số 11 là một cặp mũi khoan của Nhật nha mọi người. Có chữ ở Nhật luôn. Này, cái này mình coi mọi người coi thông số nha. Đó, của Japan đúng không? Thấy chữ Japan chưa? Đó. Made in Japan. Đây 14,5. Rồi cái mũi kia là mũi 19. Đây có chữ Nhật luôn nha mọi người. Rồi em đo chiều dài của hai em này. Mũi 19 á là chiều dài của con mũi 19 á là 50 nha mọi người. Rất là dài. Đó. Một khoang bê tông. Rồi con mũi 10, con mũi ngắn là 28. 28 là con mũi 14,5 nha mọi người. Rồi mã số 11, một cặp mũi khoan bê tông. Con mũi 19 rất là dài, tới 50 cm. Rồi mã số 11, 250 ke. Đi mã số 12. Mã số 12 là cũng một cặp mũi khoan bê tông. Con này 14,3 cái hiệu nhà đây. Còn đây là mũi 19 cái hiệu ô tròn có dấu chấm này nha mọi người. Rồi em đo chiều dài của hai em này.
Dài của em nhỏ nhất là 18 cm, chiều dài của em dài nhất là cũng 50 cm nha mọi người. Rồi hai mũi, một mũi 14, mũi ngắn là 14,3, còn mũi dài là 19. Mã số 12. Mã số 12. 200k nha mọi người. Mã số 13. Mã số 13 là một cà lê đuôi chuột hai đầu. Đầu 17, đầu 21. Cái này thì xài còn ngọt, rất là ok. Đầu mũi còn tốt nha mọi người. Đây hiệu của top của Nhật á, chứ không phải là của Japan đây, đó của Nhật đây. Rồi mã số 13. 100k. Rồi em đi mã số 14. Mã số 4 là 4 cây mũi đục. Một cây mũi đục là lớn, 3 cây mũi đục nhỏ. Cây này 16,5. Cái mấy cái này sao không ghi thông số vậy? Rồi 4 cây mũi đục khác nhau. Một cây mũi đục dịp 16,5 nhân 170. Mũi lưỡi của nó thì còn ok nha mọi người. Mấy chỗ này nó chưa tè là mũi còn tốt. 4 cây mũi đục. Đo chiều dài thôi, còn bán kính thì người xem thử dài con ngắn nhất là 16, 20, hai con chắc cũng con dài, con lớn là chiều dài của nó là 23. Rồi con dịp á, đục dịp á là 17. Rồi 4 con mũi đục 200.000. Mấy cái đầu mũi còn mới nha mọi người. Mã số 15. Mã số 15 là 5 cây dũa. Dũa lé đây, chắc cây dũa gỗ. Đây dũa sắt. Mấy cây dũa vuông. Hai cây dũa vuông. Vuông nha, một cây dũa dịp. Dịp lé đây. Và 5 cây dũa dũa. Dũa năm hay dũa lớn nha. Mã số 15. 5 cây dũa. 100k. 200k chứ, nhầm. Xin lỗi mọi người nha. 200k. 5 cây dũa. Mã số 16. Mã số 16 là một con kéo thủy canh. Kén kiết là còn ok, còn đẹp nha mọi người. Chỗ này hơi rách tí nhưng mà không sao, vẫn có dán vô là ok thôi. Này mũi lưỡi thì mũi lưỡi thì còn ok nha. Mẹ mà lâu ngày bám bẩn em bỏ nhớt vô cho nó trơn mà không có gì hết. Mũi lưỡi đó, chiều dài của em này, chiều dài của em này 50 nha, tặng kèm mọi người một cái dũa. Rồi mã số 16. Mã số 16 150k. Lưỡi nó chưa mẻ nha. Mã số 17. 17 mã số 17 để em xem. Mã số 17
Mã số 17 là một con kiềm cộng lực, chiều dài là 600 mm, hiệu MCC, hiệu MCC nha mọi người. Miệng mồm bị một chút xíu này chỗ đây đó, mọi người xem bị có một chút xíu này chỗ đó thôi, mà chắc thì ok rồi, em thử rồi chắc sẽ con dài 600 mm đây á, là cái kép 10, có nghĩa là sắc 10 nha mọi người, của Nhật đây, da ba. Con này rất là nặng, kén rất là dài. Rồi, chiều dài của nó tới 600 mm mà. Đó. Nhìn nước thép thì nó vẫn còn ok nha. Đó. Rồi mã số 17, một con kìm cộng lực, chiều dài là 600, hiệu MCC, của Nhật nha mọi người. Đó, MCC của Japan này, Nhật. Mũi đã còn xài được nha, ok nha mọi người. Mọi người xem mũi, đó. Mẹ chút xíu ngay chỗ đây thôi, nhưng mà mình cắt vô phía trong này thì rất là ok. Hay đầu mũi ra cắt cũng được, mà bỏ vô cái khúc này cắt cũng được luôn nha mọi người. Em thử em cắt rồi, cắt thì vẫn ok. Rồi mã số 17, mã số 17 407, mã số 18, mã số 18 là tiếp 2732. 2732, 27 có nghĩa là sử dụng ở ngoài 27 này, ở trong nhấn xuống là 32. Rồi tiếp 32 36, đây là loại tròn nha mọi người, ở ngoài là 32, ở trong 36. Rồi tiếp này là